Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 4, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã làm việc với huyện Lạc Thủy về tiến độ triển khai thực hiện công tác lập, quản lý quy hoạch và một số dự án đầu tư xây dựng trọng điểm trên địa bàn huyện Lạc Thủy. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Bùi Đức Khinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lạc Thủy là một trong những địa phương trong tỉnh thực hiện tốt công tác lập và quản lý quy hoạch. Các đồ án quy hoạch được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ. Huyện cũng đã dành nhiều nguồn lực để thực hiện các đồ án quy hoạch. Hiện nay, huyện Lạc Thủy đang lập quản lý 28 quy hoạch, trong đó có 10 đồ án quy hoạch đã triển khai thực hiện và được công bố đồ án quy hoạch và 18 đồ án đang triển khai thực hiện. Ngoài ra, huyện Lạc Thủy được phê duyệt quy hoạch một khu công nghiệp và 4 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 498 ha. Đến nay, huyện Lạc Thủy có 68 dự án được tỉnh cấp giấy phép đầu tư, trong đó có 5 dự án trọng điểm. Tuy nhiên, huyện Lạc Thủy vẫn không thu hút được các nhà đầu tư hạ tầng cho các cụm công nghiệp. Nguồn vốn đầu tư xây dựng các khu tái định cư cho các cụm công nghiệp chưa được bố trí, nên công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch ở một số cơ quan đơn vị chưa được quan tâm chú trọng. Tại buổi làm việc, huyện Lạc Thủy đã có một số kiến nghị, đề nghị tỉnh điều chỉnh mở rộng quy hoạch một số cụm công nghiệp, bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng các khu tái định cư cho các cụm công nghiệp. Tỉnh tiếp tục hỗ trợ kinh phí lập quản lý quy hoạch để huyện có kinh phí thực hiện. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực của Lạc Thủy trong việc xây dựng quy hoạch, đặc biệt là dành nhiều nguồn lực đầu tư cho công tác quy hoạch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trên cơ sở quy hoạch tỉnh, huyện Lạc Thủy cần rà soát lại quy hoạch, tập trung đầu tư quy hoạch hạ tầng. Thì định hướng của đồng chí là công nghiệp, dịch vụ đặc biệt là du lịch và nông nghiệp, công nghệ cao. Và hiện tại các đồng chí đã đi theo hướng như vậy, thì tôi cho là cái hướng cũng phù hợp. Thế thì về hạ tầng giao thông, mấy cái đường có thể là cho nghiên cứu rồi có thể là bố trí cái năm nay tăng thu được thì bố trí vốn cho làm trước. Chú ý rà soát cái tuyến, hướng tuyến mà kết nối liên vùng. Cái thứ hai là cái cảng. Thế nhưng mà trong phát triển công nghiệp thì các ông chí quan tâm đến vấn đề môi trường thì các ông chí đề nghị các ông chí đã quan tâm về thủ tục hành chính. Cái thứ hai là vấn đề mà giải phóng mặt bằng. Thì huyện các ông chí chủ động tính toán các cái chỗ đất mà phải dự kiến phải thu hồi dân cư để phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế xã hội, giao thông, công nghiệp, du lịch. Khi các ông chí quy hoạch các cái khu tái định cư, chúng ta quy hoạch hẳn một khu to thì nó vừa gắn với chương trình phát triển đô thị. Vì cũng phù hợp với định hướng phát triển của chúng ta đến năm 2025 là tỷ lệ đô thị hóa là trên 41% mà. Thì gắn đấy vừa tái định cư vừa đấu giá thì nguồn lực trong tay chúng ta công chí phát huy cái nguồn lực sao mà tận dụng được. Giờ chúng ta nói thật công chí, chúng ta chỉ có nguồn lực là từ đất thôi, thì đất khai thác để đấu giá để làm hạ tầng giao thông, để tái định cư, để phát triển đô thị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Lạc Thủy cần xây dựng quy hoạch phải phù hợp với định hướng chung của tỉnh, phát huy được nguồn lực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị bổ sung đưa cả huyện Lạc Thủy vào vùng động lực của tỉnh. Trên cơ sở đó có cơ chế ưu tiên đầu tư cho huyện Lạc Thủy để khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế. Đối với các dự án không chấp hành đúng quy định của nhà nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành liên quan kiên quyết xử lý, thu hồi theo quy định, đảm bảo thu hút các dự án phải đạt mục tiêu xanh, xanh hơn.